Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm video với lại iMovie trong iOS Mac. Thì phần hướng dẫn của mình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần cơ bản, mình sẽ tập trung vào phần bên trái của cái iMovie là phần này ha, gồm có audio, title, transition, background. Thì mình sẽ nói về cái làm sao chúng ta thu cái âm thanh vào video, làm sao chúng ta làm cho cái hiệu ứng của cái chữ của màn hình nó được sinh động. Thì phần 2 mình sẽ nói về phần này. Thì phần này là có những cái biểu tượng nhỏ như là cái bản vẽ, cái loa. Thì mình sẽ nói về làm sao chúng ta thu của chúng ta vào. Ví dụ như là những cái hình ảnh như thế này ha. Website. Hay là cái này. For. Có những cái hình ảnh mà tôi đã ập đến hay là máy bay như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì đầu tiên các bạn sẽ tìm cái biểu tượng iMovie. Đôi khi nó sẽ nằm trên cái thanh ba. Nếu như các bạn đã set up trong máy tính của mình, nếu không thì các bạn sẽ click vào cái biểu tượng như là cái hình tên lửa. Nó là cái tên là Launchpad. Sau đó click vào biểu tượng Movie trong cái danh sách này ha. Thì màn hình nó sẽ hiện ra khi các bạn sẽ click vào Project ha. Sau đó click vào Create New là tạo một cái video mới. Thì ở trên các bạn thấy là có Media, Project và Theater. Thì Theater thì thực ra nó là chế độ màn hình, chế độ nhà hát thì nó sẽ show những cái video đã làm. Còn Project thì nó cũng show những cái video đã làm và chúng ta có thể vô đó để chỉnh sửa hoặc là share. Cũng như là để tạo một cái video mới. Thì mình sẽ click vào cái dấu cộng này để tạo một video. Thì các bạn thấy là có movie và trailer. Thì nếu các bạn muốn biết về trailer thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ mình sẽ tạo movie ha. Thì ở trên màn hình này các bạn thấy là có rất nhiều cái nội dung. Đó là cái mà mình đã tạo trước đây cho nên nó hiện lên. Cho nên mình sẽ click vào cái biểu tượng phim ở dưới chỗ Project Media ha. Thì ở đây các bạn thấy nó có cái mũi tên đi xuống là Import Media, là nơi mình sẽ nhập cái video hoặc là hình ảnh mình sẽ tạo cho clip của mình. Thì các bạn thấy là có chữ My Media Audio Title Background Transition. Thì những cái nội dung này mình sẽ nói sau trong quá trình mình làm video cho các bạn dễ hình dung ha. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái chức năng, cái biểu tượng trên màn hình ha. Thì bên trái là cái phần này là phần cơ bản mình sẽ nói trong phần 1. Trong phần 1 mình sẽ nói về chữ chạy, tạo cái hình nền và lồng nhạc cho video. Còn ở bên phải màn hình này thì các bạn thấy là có những cái biểu tượng như là cái bảng vẽ, rồi camera, rồi cái cắt hình vân vân. Thì cái đó mình sẽ nói trong phần 2. Thì cái phần này để mà tạo những cái video mà nó phức tạp một xíu thì mình sẽ kết hợp với một cái chức năng khác trong cái Mac này để tạo ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho phần 1. Thì các bạn nhìn ở bên trái của màn hình này ha, nó sẽ có cái Import Media là nơi để mình nhập cái dữ liệu, mình nhập video, mình nhập hình ảnh cho cái video clip. Thì có 3 cách nhập. Thì cách nhập thứ nhất là mình sẽ click vào cái mũi tên này ha, hoặc là mũi tên ở phía trên chữ Audio. Chút nữa mình sẽ quay lại nó về phần nhập hình ảnh tiếp. Bây giờ về phần mà chọn hình thì cũng có hai cách. Thì cách thứ nhất là các bạn chọn những cái hình mà nó nằm liên tiếp với nhau ha. Thì đầu tiên là mình bấm trái chuột vào cái hình thứ nhất, sau đó bấm Command và trái chuột vào cái hình thứ N mà mình muốn. Đó là cái hình mà nó nằm liên tiếp nhau ha. Còn nếu như mà cái hình mà các bạn định chọn nó nằm ở vị trí khác nhau thì cũng được. Các bạn sẽ click trái chuột vào hình thứ nhất, sau đó mình giữ Shift
trên bàn phím và sau đó mình click từng cái hình mà mình sẽ chọn bằng cách click trái chuột luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm về chủ đề về biển. Ví dụ để các bạn thấy thôi cho nên mình sẽ chọn một hình. Sau khi chọn mình bấm Import Selected. Rồi hình mình nó sẽ nằm trong cái khung này ha. Thì ở đây mình sẽ nói lại về cái phần nhập hình ảnh. Thì như mình nói là các bạn có thể chọn cái mũi tên đi xuống nằm ở phía trên cái chữ Audio. Thì lúc này cái mũi tên mà nằm ở giữa nó bị biến mất rồi, tại vì nó sẽ xuất hiện lần đầu tiên mình chọn hình thôi. Thì cách thứ hai là các bạn cũng không cần phải nhập như vậy, mà các bạn có thể rê một cái hình ảnh nào đó trong cái file các bạn mở sẵn, hoặc là như mình thì mình sẽ rê một cái video clip mình để sẵn trên cái desktop rồi. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái hình và một cái video clip. Bây giờ mình sẽ làm để các bạn thấy ha. Một video rất là đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ click trái chuột và rê kéo cái hình xuống. Và rê cái video xuống luôn. Thì các bạn thấy là cái hình này nè, mình chọn có một hình thôi mà nó bị kéo ra dài. Với lại cái video cũng vậy. Thì tại vì là ở phía dưới cái hình video đó có một cái nút nó kéo qua phải, thì có nghĩa là nó sẽ làm cho cái hình và video nó dài ra để mà mình dễ dàng chỉnh sửa cắt ha. Thì bây giờ mình sẽ kéo nó về bên trái để mình dễ nhìn, và cái hình này mình không có chỉnh sửa gì nhiều cho nên mình cũng không cần phải kéo nó ra phải quá nhiều. Rồi bây giờ bước tiếp theo mình sẽ tạo cái background cho cái hình nền cho cái video này ha. Mình sẽ click vào background. Thì các bạn thấy là nó có rất là nhiều cái hình, thì để mà chọn được một hình phù hợp thì các bạn chỉ cần để cái con chuột lên cái hình đó, sau đó mình kéo qua từ trái sang phải. Các bạn không cần phải bấm chuột ha, chỉ cần để con chuột và kéo qua thôi. Thì bằng cách này thì các bạn sẽ thấy là cái hình nền này nó sẽ chạy như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái background cho cái hình nền cho cái video của mình. Đi. Tại vì ở trong đây cái bản đồ này mình muốn nói về Việt Nam mà không có, thế nên chỉ có San Francisco thôi. Bây giờ mình cứ chọn đại đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hình này chạy bằng cách là click trái chuột vào phía cùng bên trái ha của cái hình đó. Sau đó bấm play. Thì các bạn thấy là nó chạy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ tạo cái transition cho cái hình này. Mình sẽ chọn một cái hình mà nó có cái hình tròn tròn cho nó hợp. Hình tròn tròn rồi nó thu nhỏ lại. Ok. Thì tương tự cũng như cái background thì các bạn cũng để rê trái chuột, rê từ bên trái sang bên phải, không có cần click chuột các bạn ha. Để xem nhanh có thử là cái hiệu ứng như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái hình tròn này và click trái chuột ở phía cùng bên trái của cái hình đó. Các bạn thấy là nó chạy. Rồi, xong một cái hình. Đó, các bạn thấy không? Mình cho nó
chạy hai lần để các bạn rõ. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái hình này, hiệu ứng lên xuống cho cái hình chính của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái tiêu đề cho cái video. Thì cũng tương tự như là cái background, cái hình nền và cái transition, thì các bạn cũng để rê cái con trỏ chuột từ trái sang phải và không cần click ha. Của cái slide này. Rồi bây giờ khi các bạn chọn, các bạn sẽ rê cái title đó và các bạn để phía trên cái hình. Thì lúc này các bạn để phía trên thì cái chữ nó mới chạy phía trong cái hình, còn nếu các bạn để phía trước cái hình như hồi nãy mình để cái background thì cũng được, nhưng mà lúc đó thì nó cái hình nền nó sẽ bị màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái chữ này, mình muốn cho nó nằm trong cái khung của cái hình thôi, mình không có muốn cho nó chạy chữ từ cái hình phía trước, cho nên mình sẽ kéo cho nó vừa vặn. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái màu chữ cho nó sáng lên để thấy rõ, và chỉnh cái có thể là chỉnh cho nó dày lên và chỉnh cái phông chữ. Thì tùy ha, các bạn nhìn phía bên phải đó, ở phía trên nó có cái biểu tượng chữ B là bold, là làm cho nó dày chữ đó. Mình làm xong mình cho nó chạy thử để mình có thử nó ok không. Rồi cái biểu tượng cuối cùng hình vuông đó là cái chỉnh màu ha. Các bạn click vào đó nó sẽ có một cái bảng màu, thì mình sẽ chọn cái màu mình ok, sau đó mình sẽ bấm nút thoát ra. Du lịch biển cùng tôi. Rồi, đó là xong một cái. Các bạn thấy không? Thì chữ nó hiệu ứng như vậy. Giờ tiếp theo mình sẽ làm với video. Trong video phần 1 này, video clip 1 này, mình sẽ làm các cái audio thôi. Còn cái phần mà các cái video mình sẽ làm trong cái video thứ 2 của phần 1 ha. Video. Rồi mình sẽ chọn cái title cho cái video này ha. Đó, hồi nãy như mình nói hồi nãy là nếu như các bạn để phía trước thì cái nền nó sẽ bị màu đen như thế này ha. Thì cũng tùy, có cái để màu đen như cái hiệu ứng này thì mình thấy rất là đẹp, nhưng có những cái mình cái khác thì để phía trước á mà cái hình nền màu đen nó không có đẹp. Bây giờ mình sẽ click vào cái ô này và mình đánh chữ. Các bạn nhớ là khi các bạn đánh chữ, các bạn sẽ click, nếu không được các bạn click hai lần vào cái ô, hoặc cái ô mà nằm trên cái phía dưới này á, phía trên cái dòng video mình đang làm á. Tiếp theo mình sẽ làm hình nền cho cái video này bằng cách click vào cái chữ audio. Thì ở trong cái audio này nó sẽ có những cái list danh sách nhạc mà mình có sẵn. Thì mình sẽ chọn một cái. Thì khi các bạn rê cái nhạc xuống thì các bạn rê thế nào thì nó cũng sẽ nằm phía dưới cái hình hoặc là cái video ha. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh, có thể đặt cái nhạc nền đó tùy vị trí các bạn muốn, có thể là phía giữa hoặc là phía đuôi của clip, hoặc là bắt đầu từ đầu luôn, tùy. Còn mình thì mình làm cho cái video thôi, chứ mình sẽ để phía dưới cái video. Thì
các bạn thấy là cái độ dài của cái nhạc này nó dài hơn so với cái video, cho nên là tùy vào nhạc thì các bạn có thể cắt cái nhạc này đi, hoặc là các bạn có thể thêm cái video phía trên để cho nó khớp với lại cái độ dài của nhạc hơn. Bây giờ mình kéo ra từ cái video này sang qua cái hình, nhưng mà cái hình này nó cũng chiếm thời gian rất là ngắn, cho nên cái video này nó cũng không có thể nào mà nó cover hết được. Mình sẽ cắt cái clip này bằng cách là click vào cái audio đó, sau đó click trái chuột trước ha, sau đó mới click phải chuột, rồi mình sẽ bấm split clip. Thì các bạn thấy là lúc này thì cái độ dài của cái clip này nó kết thúc bằng với lại cái video là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần hình nền kết thúc cho cái video này ha. Mình chọn màu xanh cho nó tông sệt tông với biển. Chủ đề về biển. Sau đó mình sẽ click vào title. Rồi mình sẽ đánh cái title. Thì mình sẽ để cái mình rê cái title này ở phía trên. Thì các bạn thấy thì khi mình đánh cái chữ này nó sẽ nằm trong cái hình nền. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy bằng cách như nãy mình đã nói, click trái chuột để cho cái thanh màu trắng trắng này nó nằm hẳn về phía trái, sau đó mình bấm play. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy từ đầu đến cuối ha. Thì ở trong video này mình sẽ cắt đi, tại vì để nó chạy lâu quá các bạn xem mệt. Thì sau khi mình đã tạo xong một cái video thì bước cuối cùng mình sẽ tạo cái tiêu đề cho cái file đó. Thì các bạn sẽ click vào project, sau đó click vào name ha. Thì và các bạn đánh tên cho cái file của mình. Phần làm video với iMovie này sẽ có hai phần. Mình sẽ làm phần tiếp theo với chủ đề là chỉnh sửa video và những cái thủ thuật liên quan khác.